Ồ, mình đang ở trên núi 2.340 m nha, cao nha. Ở dưới núi có một cái sóng nó làm ra một cái tim ha, giống cái tim ha. Mình đứng được chỗ này thôi, đứng được là quay quay xuống số nữa. Hồi xưa chỗ này là chơi Olympia được, chơi Olympic nha. Freunde, ich bin hier auf dem Berg, 2340 Meter lang hoch. Das heißt, und hier gibt es free Wi-Fi und Panorama ist wunderschön. Unten nicht so ein Herz als Back oder See. Und hier gab es mal Olympiade. Hört man auch. Österreichische Musik. Okay. Das war's. Eine kleine View für euch. Jetzt mache ich noch mal Selfie. Oh, die Leute gehen wandern, aber ich bin Sportinvalide. Daher wandere ich lieber nicht. Người ta đi loại bộ từ dưới lên trên luôn nha. Mà mình không phải là sport, là mình không chơi sport cho nên khó đi. Cho nên mình đi ban. Hình như một cái ban này mình chạy lên là hình như cũng 5-6 phút vậy, từ dưới lên trên. Đẹp ghê. Thôi nha, bye bye, all of my friends.